Chúc mừng anh chị và các bạn là một trong những người may mắn khi xem video này. Chiến dịch đại bùng nổ mạng xã hội Instagram mang tên Độc Nhất Long. Công ty Eager Star Hồng Kông đã và đang phát triển Độc Nhất Long ở 5 quốc gia với sứ mệnh giúp cho hàng triệu con người có thu nhập từ việc like và share trên mạng xã hội Instagram và các trang mạng xã hội khác trong thời gian tới. Chính sách dành cho tất cả các thành viên tham gia như sau. Mỗi tài khoản gồm chứng minh thư, email, số điện thoại. Bạn có thể tham gia một hoặc nhiều gói cho mỗi tài khoản với mức phí kết nối từ 20 đến 980 USDT. Bạn sẽ làm 4 nhiệm vụ đơn giản hàng ngày như like, chụp màn hình, share. Chỉ cần 4 phút là hoàn thành nhiệm vụ. Việc còn lại, hệ thống dịch vụ hỗ trợ của công ty sẽ cập nhật và làm tiếp cho bạn. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày là từ 23 giờ đêm hôm nay đến 23 giờ đêm hôm sau. Hạn mức rút tiền tối thiểu cho tất cả các tài khoản là 20 USD. Phí rút là 5%. Khung thời gian rút tiền vào 12 giờ các ngày 30, 10, 20 đến 10 giờ sáng ngày mùng 1, 11 hoặc 21. Sau khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ khóa cổng rút tiền. Khoản rút được của các bạn sẽ được công ty giải quyết trong vòng 48 giờ. Với mỗi gói tham gia khác nhau, để tăng lợi nhuận, chúng ta có thể tận dụng sức mạnh thù lao kép để tăng thu nhập trong thời gian ngắn. Chúng ta có thể lấy ví dụ gói 980 đô để nhận nhiệm vụ 80 ngày, nhận 24,5 đô mỗi ngày. Ngay ngày thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng 20 đô trong số 24,5 đô nhận về để nâng cấp gói lên thêm một ID nữa. Ngày thứ hai, chúng ta sẽ có tổng thu nhập là 25 đô mỗi ngày và chúng ta có thể sử dụng 20 đô trong số 25 đô đó để nâng tiếp lên thêm ID nữa. Cứ như vậy, cứ đủ 20 đô, chúng ta lại có thêm một ID nữa và số vốn của chúng ta sẽ tăng dần lên theo ngày và tháng. Cứ thế, số vốn mà chúng ta sẽ tăng gấp 2, gấp 3 lần số vốn ban đầu. Sau 2 tháng, vốn sẽ gấp 4 là 4.160 đô, thu nhập đều đặn là 104 đô mỗi ngày. Ngày thứ 80 thì số vốn sẽ gấp 6 lên là 6.990 đô, thu nhập hàng ngày sẽ là gần 170 đô. Sau một chu kỳ 80 ngày khi ID đầu hết hạn, thì chúng ta sẽ tái đăng ký lại gói 980 ban đầu và cứ thế duy trì thu nhập ổn định mỗi ngày. Quy trình đăng ký đơn giản cùng đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình trong thời gian sớm nhất. Việc like, share trên mạng xã hội, thực tế chúng ta đã và đang làm hàng ngày nhưng không được trả thù lao. Là người thông minh, hãy kiếm tiền trên chính thời gian giải trí của bạn. Tuyệt vời hơn nữa, bạn kiếm được rất nhiều tiền khi bạn lan tỏa thông tin này. Độc Nhất Lòng, kinh tế của bạn và tương lai của chúng ta.